Rồi các chị ơi, mình xin nhanh giùm em cái mẫu đầm này nha. 1127 các chị chú ý là hôm nay sẽ được một cái giá sale cực kỳ rẻ cho các chị mình luôn. Thay vì bình thường các chị sẽ thấy rằng mẫu đầm này em bán tại shop ngoài like giá là 500 ngàn đồng đúng không ạ? Thì hôm nay các chị được xanh duy nhất trên line này, em để lại giá tương tác sale chỉ có 259 ngàn đồng thôi. Và mẫu đầm này số lượng em có hạn, chị nào đặt trước sẽ được ưu tiên chốt đơn hàng trước nha cả nhà ơi. Hiện tại mẫu này em có 4 size M, L, XL và 2X luôn, từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này nha, tay lên đơn cho em là 1127 và kèm số điện thoại nè. Mẫu đầm này sẽ có kèm túi hai bên cho các chị nè, rồi vải von tâm mềm êm mát, bên trong là có lót thun cô tông luôn. Và các chị nhìn dùm em nè, cái chất vải của nó nè, nhẹ tân tân luôn các chị ơi, và nó mát và nó êm nè, sẽ có co giãn luôn. Và đặc biệt mẫu đầm này với chất vải này nó sẽ không có bị nhăn nhầu cho các chị nha. Phần tay bên em sẽ làm cho mình là tay cánh tin, thì các chị nào có bắt tay to mình không bị chật nè các chị nha, mặc rất là thoải mái luôn. Có dây khóa kéo phía đằng sau cho mình đây. Mã sản phẩm này là 1127, ngày hôm nay mình được săn sale chỉ có 259k và cơ hội săn sale này chỉ có một ở trên line này thôi. Chị nào ơn đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn 1127 và kèm số điện thoại. Các chị nào mình mới vô like thì mình tranh thủ mình đặt hàng luôn nha các chịu nha, và nhớ chia sẻ like, nhấn theo dõi trang giùm em luôn 1127 và kèm số điện thoại cho em là các chị ơi. 259k là quá rẻ, 500 ngàn đồng giá bình thường em bán. Bây giờ em sale luôn đặc biệt trên like này 259. Và các chị chú ý giúp em, chương trình sale này em sale là để lấy tương tác, nên là em chỉ sale thời gian ngắn hạn thôi. Và hết chương trình sale bài này sẽ bị xóa đi và nó sẽ tăng lại giá bình thường 500. Nên nếu mình muốn săn sale mình đặt ngay bây giờ cho em nha, 1127 và kèm số điện thoại. Thì các chị thấy ở đây em cũng có một mẫu đầm 1127 đang cho mannequin mặc đây. Thì các chị thấy đó, em mặc làm sao là sẽ giao hàng như vậy cho mình không khác cái gì hết nha các chị nha. Đó, các chị nhìn cái đầm mannequin đang mặc với em nè. Đó, các chị mình thấy rồi ha, chất rất là mềm mặc mát và nhẹ nhàng cho mình luôn. Và mặc rất thoải mái, các chị mua thử đi, các chị một lần thôi là đảm bảo các chị ghiền cái bạn này luôn rồi. Rồi 1127 em chốt cho chị Bạch Yến, 1127 chị Trần Ngân, 1127 cho chị Hoa Phạm, được sale luôn 259k các chị nha. Cái mẫu này là các chị phải nhanh nha, ngày hôm nay sale như vậy là giá bao giá toàn quốc luôn rồi. Nếu như những cái form đầm này mà các chị gặp ở các shop khác, người ta bán mình 500-600 ngàn đồng đúng các chị nha, thậm chí là 700-800 có. Nhưng hôm nay mình được săn sale chỉ có 259k là quá rẻ luôn rồi các chị ơi. Đó, bây giờ chị nào ưng đặt liền hàng bên em mặc sao cho vậy, cho mình được kiểm hàng trước khi mình thanh toán luôn nha. Mẫu đầm này mã là 1127, ai lấy mẫu này đặt nhanh cho em luôn 1127 và kèm số điện thoại. Chị Thanh Lê 1127 em chốt đơn, chị Ngọc Anh 1127 cho chị nè, chị Phi Yến ô kem chốt 1127 nè. Cái mẫu đầm này hôm nay sale 259k là một cái cơ hội ngàn năm có một để các chị mình có thể mua được một cái đầm siêu phẩm và giá sale sốc. Tại shop ngoài like em cũng đâu áp dụng giá này đâu các chị nha. Đó, bây giờ các chị inbox ở bên ngoài cũng được giá này, chỉ có khi mình đặt hàng dưới cái bài like này thôi thì sẽ được sale giá còn 259k. Tại vì cái chương trình sale này em tổ chức duy nhất trên like này, và hết chương trình cái bài like này xóa đi là nó tự động sẽ trở lại giá bình thường 500. Nên là các chị nào muốn săn sale đặt ngay đặt liền cho em nha. BA 1127 và kèm số điện thoại. Nhìn cái form váy này các chị là biết rồi. Cái form này nó em may là không kiểu vải cho mình nè, mà xe rất là rộng như vậy, các chị bước đi á, cái tà váy nó bay bay nè, nhìn là thôi là thấy mê hồn rồi. Mẫu này các chị có thể mặc đi tiệc, đi chơi, đi du lịch gì đó cũng được nha. 1127 em chốt salon chỉ có giá là 259 ngàn đồng. Rồi bây giờ chị nào mình ưng ý mẫu này thì mình đặt ngay bây giờ cho em luôn, là mã số sản phẩm nè và kèm số điện thoại để chuyển hàng chia sai 1127 và kèm số điện thoại cho em nha. Chị Thảo Trần ô kèm chốt đơn hàng cho chị Nguyễn Trâm ô kèm chốt 1127 cho chị luôn. Rồi chị Hồng Trang được sale luôn còn 259k. Các chị đặt hàng sớm và nhớ chia sẻ like cho em luôn nha các chị nha. Hôm nay giá vô cùng rẻ 500 ngàn đồng mà em giảm luôn còn 259k cho các chị mình luôn rồi. Ai lấy mình lên đơn sớm giùm em. Các chị ơi, BA 1127 kèm số điện thoại. Thậm chí giá 500 là đã rẻ hơn so với thị trường hiện tại rồi. Bây giờ các chị cứ mua về đi, kiểm cho em về cái chất vải nè, về đường may của chị, về cái từ cái lớp lót thun cotton thôi các chị cũng biết rồi. Đây là 1127, hàng này em may là vừa bán tại Việt Nam vừa xuất khẩu luôn. Chị nào mình ưng mẫu này đặt cho em 1127 và kèm số điện thoại nha. Chị Thảo Trần 1127, chị Nguyễn Trang 1127, chị Thu Hiền 1127 nè. Chị nào mình lấy mẫu này đặt cho em là mã hàng với số điện thoại cho em luôn nha.
Ngày hôm nay em sale luôn cho các chị với giá chỉ còn có là 259k đồng em đang mặc trên người. Và đồng này vì độ con có độ co giãn nên có thể là size 2X, eo của mình 84 hoặc là eo của mình 80, eo mình 86 chiều xuống mình mặc vừa hoặc 87 chiều xuống mình mặc vừa luôn nha cả nhà nhá. Rồi chị nào bên lấy mẫu này đặt nhanh cho em luôn, 1127 và kiểm xếp hạ cho em luôn. Em giảm ngay trên like với giá chỉ có 259k. Đầm này có kèm túi hai bên rất là tiện cho mình nè, mặc đi tiệc, đi chơi, đi du lịch gì đó cũng được ha các chị ha. 259k thôi, nhanh tay đặt liền giúp em nhé.